sáng ngày 2 tháng 10 năm 2017, công ty Toyota Việt Nam đã chính thức khai trương trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota thứ 6 tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Đây là trung tâm đầu tiên tại khu vực Tây Nam Bộ nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Về dự lễ khai trương trung tâm có Tiến sĩ Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, ông Toru Kushina, Tổng giám đốc công ty Toyota Việt Nam cùng ban giám hiệu và quý thầy cô các khoa trong trường. Hôm nay tôi rất vinh dự có mặt tại đây để tổ chức lễ khai trương trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Trải qua gần 60 năm xây dựng phát triển, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã xác định được mục tiêu của nhà trường là đào tạo ra nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước. Về lĩnh vực ô tô, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về ngành công nghệ ô tô ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khu vực phía Nam Việt Nam. Nhà trường đã xác định đó là lợi thế nhưng cũng là thách thức không nhỏ khi thực hiện nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đặc biệt là cung cấp nguồn nhân lực cho ngành ô tô ở các tỉnh miền Tây và các tỉnh khu vực của phía Nam Việt Nam. Hơn nữa, hiện nay tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đưa ngành công nghệ ô tô lên một tầm cao mới. Để có thể bắt kịp xu thế của thời đại, nhà trường đã hợp tác với công ty ô tô Toyota Việt Nam cùng thiết lập một trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota, còn được gọi là trung tâm T-Tech, đặt tại khoa cơ khí động lực của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Qua hơn 6 tháng xây dựng cải tạo cơ sở vật chất với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường và công ty Toyota, tôi vui mừng thông báo với tất cả quý vị, trung tâm T-Tech nay đã hoàn thiện và có thể đi vào hoạt động. Trung tâm đặt tại khu vực xưởng thực hành của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long với diện tích gần 500 m². Trung tâm có 2 phòng học lý thuyết, 8 khoang thực hành với đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa do Toyota cung cấp. Trung tâm này có thể đáp ứng được nhu cầu học lý thuyết và thực hành về sửa chữa ô tô cho tất cả các sinh viên của khoa cơ khí động lực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đồng thời cũng ở đây sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác nữa. Đây là sự thành công bước đầu trong nỗ lực hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giữa hai đơn vị là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và công ty Toyota ô tô Việt Nam. Thưa toàn thể quý vị, với việc tiếp nhận gói hỗ trợ đào tạo kỹ thuật đầu tiên của Toyota, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cam kết sẽ sử dụng hiệu quả toàn bộ trang thiết bị kỹ thuật của Toyota vào mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên. Nhà trường sẽ nỗ lực phổ cập kỹ thuật công nghệ Toyota đến với tất cả các sinh viên để sau khi ra trường các em có thể làm việc tốt, góp phần cho sự phát triển của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Nam Việt Nam. Tôi cũng mong rằng trong thời gian tới, công ty Toyota Việt Nam và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ tiếp tục duy trì và phát triển sự hợp tác toàn diện hơn nữa để khẳng định và lan tỏa những kết quả tốt nhất mà chương trình hợp tác đã mang lại. Để có được trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota tại Vĩnh Long ngày hôm nay, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của công ty ô tô Toyota Việt Nam, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các sở ban ngành tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các đối tác liên quan đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong sự phát triển để cái điểm giáo dục cùng hỗ trợ vật chất để xây dựng nên trung tâm hiện đại như ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn phóng viên, các báo, tạp chí, đài truyền hình đã tích cực ủng hộ mô hình giáo dục mới của nhà trường. Xin cảm ơn quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ giáo viên nhà trường và các em sinh viên. Cảm ơn đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Toyota cùng công ty đã nỗ lực không mệt mỏi để cùng xây dựng nên trung tâm như ngày hôm nay. Hôm nay với niềm phấn khởi và tự hào, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi long trọng tuyên bố khai trương trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. My name is Paul Kimashita, president of Toyota Motor Vietnam, and I am very happy to be here today. First, I would like to express my deep gratitude to the Vĩnh Long GE for organizing this opening ceremony of T-Tech Training Center, and also thank you for your presence at today's ceremony.
This Toyota Technical Education Program, known as DTEC, is one of Toyota's activities aiming to support automobile vocational institutions worldwide to level up its education and training quality by providing modern teaching tools and equipment. Through this program, Toyota has trained many skillful technicians at high-grade vocational institutions and contributed to the development of automobile industry and the development of the country. In this country, Vietnam, Toyota Motor Vietnam have started the first student training center in 2000. And up to now, we have developed 5 centers in Hanoi and Ho Chi Minh City with nearly 2,500 trained students. And among them, more than 540 graduated students have been recruited to Toyota dealer network nationwide. Today, not only in Hanoi and Ho Chi Minh City, we also recognize the huge demand for automobile manpower in the southwest area and in the future. This time, we choose Binh Dong UTE, which has good facilities and well-trained professional trainers with passion. And that's why TMB is pleased to cooperate with Binh Dong UTE to open this 6th TTEP training center here in Vietnam. And we do believe that Binh Dong UTE will become a good TTEP center hereafter. And today, we are pleased and honored to grant to Binh Dong UTE the technical training support package, including special training materials, training car and engines, transmissions, service repair tools, and training manuals. With this support package, I'm sure that there will be more and more students could approach practical study, which helps them to become skillful and knowledgeable automobile technicians in the future. Finally, I do believe with strong collaboration of Binh Dong UTE and encouragement of local authorities, this 6th TTEP center here in Binh Dong UTE will make more contribution in terms of high-skilled labor force for Vietnam automobile industry in particular and in Vietnam society. Thank you very much. Theo đó, giai đoạn đầu của chương trình TTEP tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ được thực hiện trong 3 năm từ 2017 đến 2020 với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 80.000 đô la. Ngoài ra, công ty Toyota Việt Nam còn đào tạo, cập nhật kiến thức và kỹ năng sửa chữa xe Toyota cho giảng viên của trường, cũng như bố trí chương trình thực tập cho sinh viên tại hệ thống đại lý của công ty.